Quý vị, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo quyết định xử phạt ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 45 triệu đồng vì hành vi bán 505.000 cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, gọi tắt là HAGL Arico vào ngày 4 tháng 12 năm 2020, nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cuối năm 2020, ông Sơn vẫn là thành viên hội đồng quản trị của Hoàng Anh Gia Lai Agrico và có nghĩa vụ phải báo cáo việc đăng ký chuyển nhượng cổ phiếu HNG trước khi giao dịch. Đến tháng 1 năm nay, ông Sơn mới thôi làm thành viên hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai Agrico khi công ty nông nghiệp này đổi chủ sở hữu từ Hoàng Anh Gia Lai sang Thaco. Tại thời điểm CEO Hoàng Anh Gia Lai cổ phiếu HNG giao dịch ở thị giá 14.700 đồng trên một cổ phiếu, ông Sơn ước tính thu về hơn 7 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu HNG hiện tại giao dịch quanh 10.600 đồng trên một cổ phiếu, thấp hơn gần 30% giá trị so với thời điểm 14 tháng 12 năm 2020. Ngoài ông Sơn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một số cá nhân khác, trong đó ông Phan Ngọc Hồng phường Vạn Thanh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị phạt 50 triệu đồng vì không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Cụ thể, ông Hồng đã mua 34.000 cổ phiếu của công ty cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam, mã chứng khoán là VIG. Vào ngày 11 tháng 10 năm 2019, dẫn đến tỷ lệ sở hữu tăng từ 1 triệu 750.600 cổ phiếu chiếm 4,99% lên 1 triệu 753.600 cổ phiếu VIG chiếm 5,1% và trở thành cổ đông lớn của công ty nhưng không báo cáo. Ông này còn bị phạt thêm 25 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu VIG vượt quá ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.